các anh chị lưu ý là không nên trả nợ trễ hạn đối với tín chấp nha, vì lãi phạt áp vào nó sẽ là 100%, 150% mức lãi suất vay quy định trong hợp đồng, và mức này sẽ càng làm các anh chị nhanh chóng mất khả năng thanh toán, biến thành nợ xấu, khó vay sau này. Chào mừng các bạn đến với chương trình Tài chính thông minh. Tôi là Ngô Thành Huấn, giám đốc điều hành tại Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ và trao đổi về chủ đề vay tín chấp không trả được nợ thì có trách nhiệm gì hay không. Trước tiên, về hành vi của người đi vay tín chấp không thanh toán nợ có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không, tôi xin phép được chia ra hai trường hợp như sau. Thứ nhất, đó là cái trường hợp mà người đi vay thực sự họ không có đủ tài chính để thực hiện cái nghĩa vụ trả nợ, và họ không cố tình bỏ trốn khỏi nơi cư trú và vẫn liên hệ hợp tác với bên cho vay để tìm thời gian và cách trả nợ phù hợp. Điều này chỉ ảnh hưởng đến cái điểm tín dụng của họ thôi, và trong tương lai họ sẽ vay khó cũng như là có thể mức lãi suất vay sẽ cao, nhưng họ sẽ không có yếu tố gì về truy cứu trách nhiệm hình sự ở đây. Tuy nhiên, trường hợp thứ hai thì khác. Nếu như người đi vay cắt liên lạc với bên cho vay nè, bỏ đi khỏi nơi cư trú mà chính quyền địa phương không liên hệ triệu tập được, thì hành vi nêu trên có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Và tùy theo số tiền và tính chất thì hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc nặng hơn là án tù. Trước tiên, chúng ta nên xác định mục đích vay là gì, có thực sự cần thiết và gấp hay không. Tiếp theo, đó là chúng ta có năng lực thu nhập phù hợp cho việc trả nợ vay hay không. Tuyệt đối không vì sở thích nhất thời mà chúng ta vay mua tiêu dùng bất chấp việc có trả được nợ hay không. Nếu mục đích vay là cần thiết và dòng tiền thu chi phù hợp cho việc có dư để trả nợ, thì chúng ta nên xác định chỗ vay có lãi suất tốt và việc đòi nợ tuân thủ theo quy định của pháp luật. Nếu như chúng ta đã phát sinh những cái khoản vay tín chấp với ngân hàng hay là các công ty tài chính, thì tôi khuyến nghị các anh chị nên có ngay cho bản thân và gia đình một cái kế hoạch dòng tiền thu chi. Để làm gì? Để chúng ta thanh toán nợ càng nhanh càng tốt ạ. Vì khác với vay thế chấp mua bất động sản như là nhà, đất, nó chỉ có cái mức lãi suất khá thấp, quanh 8-12% một năm, thì vay tín chấp nó có cái mức lãi suất rất cao, từ 20-35% một năm. Và với lãi suất cao như vậy, nó sẽ nhanh chóng bào mòn tiền của các anh chị. Nên cách tốt nhất là trả nợ và kế hoạch trả nợ càng sớm càng tốt. Tôi xin đề xuất chúng ta sẽ trích ra một phần trả nợ ngay từ đầu tháng hay là cái thời điểm chúng ta nhận thu nhập, và không đợi đến cuối tháng sau khi đã chi tiêu, vì có thể cái việc lạm chi nó sẽ làm chúng ta không còn đủ cái phần dư để trả nợ. Sau khi chúng ta trích ra cái phần trả nợ thì tiếp theo chúng ta khoanh vùng giúp tôi chi tiêu thành hai cái nhu cầu. Thứ nhất là một cái tài khoản dành cho việc hưởng thụ, và thứ hai là tài khoản dành cho các sinh hoạt thiết yếu. Việc khoanh vùng nó giúp chúng ta biết trước có bao nhiêu cho chi tiêu trong tháng, để từ đó có kế hoạch chi tiêu phù hợp nhất trong cái giai đoạn mà chúng ta phải trả nợ. Cuối cùng, tuyệt đối các anh chị lưu ý là không nên trả nợ trễ hạn đối với tín chấp nha, vì lãi phạt áp vào nó sẽ là 100%, 150% mức lãi suất vay quy định trong hợp đồng, tức là lãi vay có thể tăng lên từ 35-60%, và mức này sẽ càng làm các anh chị nhanh chóng mất khả năng thanh toán, biến thành nợ xấu, khó vay sau này, hoặc là dính vào các vụ kiện tổn mất thời gian và áp lực tinh thần. Còn một phương án nữa có thể xem xét, đó là chúng ta có thể nhờ cái sự hỗ trợ của người thân nếu như có cái sự phù hợp trong giai đoạn đó. Nếu các anh chị cần lời khuyên về quản lý tài chính hay đầu tư, đừng bỏ lỡ các chương trình tài chính thông minh trên laodong.vn. Cũng đừng ngần ngại đặt câu hỏi với chúng tôi qua hotline và email của chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.